Trời ơi, nhà này đâu mà vắng lặng thấy ghê, bưng chè qua cho tụi nó ăn. Tụi bay đâu hết rồi? Ê, đừng có đụng vô người tôi. Buông ra, buông ra, buông ra. Buông ra hả mày? Tha cho tôi đi, đâu? Đâu, ai à? Ai à? Ai à, trời ơi. Ai à, ai à, ai à, ai quánh à? Ai à? Tại sao? Trời ơi, nhưng không chị ở đâu, chị gì vô nhà, chị nắm đầu tôi, chị quánh đi gì chị? Vậy là còn cướp chẳng không? Cướp nào cướp? Ai ai trọng? Qua đây. Qua đây. Hả? Trời ơi, vào đây luôn. Ê, cái gì vậy chị? Ai chồng mà đi? Tự nhiên sao xông vô phòng tôi vậy, bà này kỳ cục ghê. Không vô vô nắm đầu người ta, lấy chỗ làm gà, đập tơi tới tấp luôn à. Xông vô phòng người ta kỳ cục dễ sợ. Tự nhiên không vô đánh tôi. Hả? Tưởng cướp, tôi nắm đầu rồi đánh. Mới... Ủa mà hai chồng ông làm gì ui da chồng? Làm gì ui da? Tôi kêu buông ra, tôi kêu ui da nào. Cái gì ông, cô hỏi tôi khèo bà đáp bà đá. Ông tránh ra coi, tôi hỏi chuyện phụ nữ coi. Tự nhiên tôi xông vô nhà người ta, tôi cầm cái cây tôi lôi hai vợ chồng ra đây. Từ bời hoài ai đi ngang nhìn vô, tưởng tôi là mẹ của hai người. Tôi đang giáo dục hai người. Bà cũng rảnh lắm. Sao? Bà thấy bà rảnh không? Bà không cho tôi ăn cơm, tôi tìm phở tôi ăn. Ê, ê, mình ơi. 30 ngàn à, chồng tôi cho ăn hai tô. Đó. 30 ngàn bạc mà tiết kiệm chi để giờ ông xử giả tôi tưởng vụ gì. Bây giờ chồng của chị mới có phước, chồng của chị mới lừa có phước. Hôm nay à, tôi nghe lời chị Đậu, tôi ra ăn hai tô phở. Ăn một lúc hai tô. Mình ơi, tôi ăn hết mà, tôi ăn cho hết tiền tôi luôn mà. Mình ơi, đừng ông chán tôi rồi. Ông chán cơm thèm phở. Mình ơi, ăn cơm đi mình ơi. Mày điên. Hai tô phở 60 ngàn chứ nhiêu. Bà có biết gì hết á. Đâu phải là ông thèm phở giống chồng bà đâu. Khổ lắm. Phở là bồ nhí, còn cơm là vợ nè. Mà ý ông nói cơm bây giờ không cho ông ăn thì giờ ông đi ăn phở. Tại tôi bữa giờ tôi cho ông nhịn. Mệt. Làm gì mệt? Mệt với vợ chồng bà, tôi nói thiệt. Mà tại sao vậy? Tại sao chồng yêu thương vậy, cưng vậy, muốn ăn cơm thì sao không chịu ổng? Khô rang à. Khô lắm. Mỗi lần ấy nó đau, đau rồi sao hứng thú gì nữa đâu làm. Rồi xong cái xô ổng ra. À tôi biết cái này rồi. Cái này người ta gọi là, cái từ nó nghe nó dễ thương lắm. Mãn kinh vất vả chiều chồng. Mãn kinh là khi nào mãn tình luôn không bà? Không có mãn. Vậy hả? Ừ. Sao tôi hoang mang quá. Tại vì bà thiếu trong người, bà thiếu giống như là hóc môn nữ. Bà sao? Phở ngon không? Gì ăn lẹ vậy? Ăn hai tô chưa? Đúng không? Vợ em nói không ra ăn phở. Chứ em đâu có đi ăn phở đâu. Mãn kinh làm sao mãn tình được. Ừ. Mình có bệnh sao mình không nói tôi nghe? Bệnh đó có đâu phải bệnh đâu nội. Bệnh. Sao chỗ này ngộ ghê sợ luôn á. Hai chồng này ngộ ghê. Có đó không phải bệnh. Người phụ nữ nào không vậy? Tới tuổi đó là tự nhiên nó vậy đó. Nó thiếu hóc môn người, nó khó chịu đủ thứ. Hiểu không? Cái đó là cái chuyện bình thường mà, tại vì mình thiếu trong người. Bây giờ muốn thôi, mình muốn bù đắp cái gì trong người làm ơn làm phước nè, nghe chuyên gia người ta nói nè. Thật tuyệt vời. Vết sạm mờ đi, da mình sáng mình hẳn lên, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ bảo Sugen mới với tính chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể thiếu chứ vậy? Cát Tường xin kính chào toàn thể quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc trong chương trình Chuyện của nàng. Một tuần đã trôi qua rồi thưa quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì đây? Thưa quý vị, đã có một cuộc khảo sát với những phụ nữ trên 50 tuổi thì ai họ cũng cảm thấy rất là lo lắng ở lứa tuổi này. Đó chính là việc chiều chồng. Nếu như mà không chiều chồng thì họ lại sợ đứt ông chồng của mình ra ngoài ăn phở. Nhưng mà nếu chiều chồng thì họ cảm thấy giống như là một cực hình vậy. Vậy thì làm sao để chúng ta giúp được chị em phụ nữ thoát khỏi những cái cảm giác này? Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa Cần Thơ. Dạ xin chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, ở độ tuổi trên 50 thì chị em phụ nữ cảm thấy rất là sợ khi mà phải quan hệ với chồng trong cái chuyện phòng the. Vậy thì nguyên nhân tại sao lại có những cái nỗi lo sợ như thế này ạ? Cái nỗi lo đó là hoàn toàn đúng thôi, bởi vì là ở cái lứa tuổi mà như là mấy cái chuyên đề trước bác sĩ Ngọc cũng đã nói, suy giảm nội sản xuất từ buồng trứng cái estrogen, và nó dưới cái lượng mà estrogen nó giảm nhanh như vậy thì nó làm cho cái âm đạo của cái người phụ nữ đó trở thành nó gọi là khô hạn. Có nghĩa là khi mình quan hệ thì phải nói là rất khó khăn, cảm giác đau đớn, đau rát,
Đó, và có những trường hợp thì nó có thể gây hiện tượng nó tổn thương cái niêm mạc và nó có thể làm hơi ra máu một chút sau quan hệ. Đó, và có thể dẫn đến tình trạng nó tổn thương niêm mạc, thì nếu như mình vệ sinh không tốt thì có khi lại gây hiện tượng là bị nhiễm trùng ở trong cái đường âm đạo đó. Mà tất cả nguyên nhân là do cái lượng estrogen suy giảm từ buồng trứng. À, nếu như vậy thì phụ nữ ở cái lứa tuổi này nó bị suy giảm cái nội tiết tố nữ. Vậy thì có phải là khi mà mình mãn kinh, có nghĩa là mình không còn nhu cầu tình dục nữa, điều đó có đúng hay không ạ? Hoàn toàn không đúng. Bởi vì cái nhu cầu tình dục đó là một cái nhu cầu mà tâm sinh lý của con người. Nhưng mà khi bước vào cái giai đoạn này thì người phụ nữ cảm thấy khó chịu, do đó thì thường là né tránh, không muốn quan hệ với chồng. Vậy thì bây giờ có cách nào để giúp cho chị em phụ nữ là tuy rằng là đã mãn kinh nhưng mà mình có cảm giác giống như là mình chưa mãn kinh hay không? Bởi vì những em phụ nữ ở giai đoạn này họ rất sợ, nếu họ không chịu được chồng của mình thì họ sợ chồng mình lại ra ngoài lăng nhăng hoặc là tìm một đối tượng khác. Đúng rồi. Dạ. Thế thì bây giờ thì mình thấy xuất phát là nào? Từ cái nguồn gốc là từ estrogen hết. Bây giờ nó suy giảm như vậy thì mình phải cân bằng, phải bổ sung càng nhanh càng tốt. Đó, nếu như mà khi mình bổ sung nó vào thì chắc chắn thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc âm đạo nó sẽ mềm mại hơn. Và cái sự tăng tiết dịch nó sẽ tăng tiết được nhiều hơn. Và nó làm cho chị em cảm thấy cái khoái cảm. Cái khoái cảm nó sẽ được tăng lên. Nó tăng cái khoái cảm và cảm thấy là muốn gần chồng nhiều hơn. Còn nếu như mà mình thấy rằng là quá trình mình uống cái estrogen như vậy mà mình thấy nó đáp ứng chưa được nhiều lắm thì mình có thể phối hợp thêm là cái gen bôi trơn âm đạo. À, thì nó sẽ hỗ trợ được cái quan hệ nó tốt hơn, nhưng ở bên trong thì nó lại vẫn là khô. Vậy thì ngoài cái gel bôi trơn này nó còn cái cách nào khác nữa không ạ? Như là trao đổi với các bạn đó, thì cái gel bôi trơn đó thì nó chỉ có tác dụng nhất thời và tác dụng tại chỗ mà thôi. Cái chính của chúng ta là cái gốc rễ của vấn đề chính là cái suy giảm estrogen. Mà cái muốn mà cân bằng được cái estrogen thì chúng ta phải bổ sung cái estrogen từ ngoài vào. Và đặc biệt là cái estrogen thảo dược hiện nay thì được chị em rất là thích sử dụng. Đấy, thì chúng ta cái estrogen thảo dược đó thì đó là một cái tinh chất mà nó chiết xuất từ cái tinh chất mầm đậu nành, đưa vào cơ thể một cách tự nhiên, bởi vì nó cũng giống như là cái estrogen nội sinh của cơ thể chị em. Và cái điều đó thì nó mới là một cái vấn đề mà người ta gọi là chắc chắn nhất và nó sẽ duy trì được lâu nhất. Dạ. Và chị em sẽ sau này thì sẽ không cần phải phụ thuộc vào cái gen bôi trơn nữa, mà chị em có thể hoạt động quan hệ tình dục một cách thoải mái hơn mà tự nhiên nữa. Tự nhiên dạ. Hơn. Dạ vâng. Không có tác dụng phụ nhưng nó lại hiệu quả và nó lại an toàn và dùng lâu dài được. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Với tất cả những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ, các tôi nghĩ rằng các chị em phụ nữ ở tuổi bắt đầu mãn kinh, chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng trong vấn đề là vất vả khi chiều chồng, hay là lo lắng khi chồng sợ chồng mình sẽ ra ngoài ăn phở. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được bản thân mình và bổ sung những chất cần thiết thì chúng ta vẫn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và nói tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyện của Nàng. Xin kính chào. Thấy không? Thấy tao nói hay không? Đó thấy chưa, bởi vậy ta nói đến tuổi trung niên rồi mà không biết lo đó, thấy không? Đó bây giờ tôi bị thiếu nội tiết tố nữ đó, nên trong người tôi nó mới vậy, nó mới trở nên khô hạn vậy. Tôi mới không chịu mình được thôi chứ phải là hết yêu hết thương gì đâu. Biết lỗi rồi, làm như là phải mặt kìa, có mặt chả kìa. Sao làm được chị hay vậy? Nãy dữ lắm mà, nãy lúc tôi nắm đầu ông ra đây mà ông muốn điều liệu giết tôi luôn mà. Tại tưởng vợ không còn thương mình nữa, thành ra mình tức. Chứ giờ hiểu được cái hoàn cảnh của vợ, thời kỳ này là tiền mãn kinh. Đó bây giờ là tôi bị hụt nội tiết tố nữ đó. Thì giờ coi đó. Đi ra đi kêu đi tôi. Đi đâu hả? Đi ra mua cái chiết xuất mầm đậu nành. Uống ở đó vô, ba cái vụ khô ráo gì đó. Làm kiểu như ngon lành ra. Ôi dạ, mua liền đi mình về cải thiện chứ. Không có nhá nữa bà, đi ba đi ba nhá nhá. Tôi tưởng có chịu gì với tôi nữa. Mặt nhá nhá hoài, thì ghét dễ sợ. Viên uống Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên.
không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xong ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới, với tính chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy, Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm có phải là thuốc không thể chữa bệnh?